được thành lập chính thức từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, thành phố Thủ Đức được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm kinh tế tri thức, khoa học công nghệ tài chính, biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh và quốc gia. Nơi đây được định hướng trở thành đô thị có chất lượng sống tốt và môi trường làm việc hấp dẫn, với mạng lưới hạ tầng giao thông có vốn đầu tư nhiều nhất và nhanh nhất trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là đòn bẩy tạo đà cho bất động sản khu vực này phát triển thần tốc, trở thành mảnh đất vàng sinh lời hấp dẫn cho mọi nhà đầu tư. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu cốt lõi của thành phố Thủ Đức là trở thành hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vùng đất này được quy hoạch bài bản để tạo ra một hệ sinh thái đổi mới đa dạng, ứng dụng công nghệ cao. Theo đề án được chọn của đơn vị tư vấn quy hoạch Sasaki, trong tương lai, thành phố Thủ Đức sẽ có 6 khu trọng điểm sáng tạo: Thủ Thiêm FinTech Hub, trung tâm tài chính sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh, cả nước và khu vực Đông Nam Á; Rajiv Sport and Wellness Hub, trung tâm thể thao và sức khỏe; Trường Thọ Future Hub, đô thị mới của tương lai; SHTV Automated Manufacturing Hub, trung tâm sản xuất tự động công nghệ cao; Tam Đa Ecotech Hub, trung tâm công nghệ đô thị sinh thái; National University Edutech Hub, đại học quốc gia, trung tâm công nghệ giáo dục. Nằm ở lõi hệ sinh thái sáng tạo này, phường Trường Thọ được đầu tư phát triển để trở thành đô thị thông minh kiểu mới, với điểm nhấn là trung tâm hành chính, tài chính và thương mại của thành phố Thủ Đức. Đây sẽ là một tổ hợp các cao ốc, tòa nhà văn phòng hiện đại tập trung dọc theo trục đường chính xa lộ Hà Nội, tuyến metro số 1 và đường Vành Đai 2. Song song với quy hoạch 6 trọng điểm sáng tạo thì cơ sở hạ tầng thành phố Thủ Đức và khu vực phường Trường Thọ cũng được triển khai liên tục cấp thiết. Theo cổng thông tin thành phố Hồ Chí Minh, thống kê giai đoạn 2010-2020 cho thấy thành phố đã triển khai 216 dự án hạ tầng với tổng vốn 350.000 tỷ đồng. Trong số này có tứ trụ giao thương là 4 cụm dự án mang tính kết nối chủ yếu, đó là các dự án Vành Đai 2, Vành Đai 3, cao tốc Long Thành Dầu Dây, tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bến xe miền Đông mới và sân bay Long Thành, cảng quốc tế Cát Lái. Về hạ tầng đường bộ, trọng điểm của trung tâm thành phố Thủ Đức là đường Vành Đai 2, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Phạm Văn Đồng được chia làm hai giai đoạn thi công. Cụ thể, đoạn 1 từ cầu Phú Hữu đến xa lộ Hà Nội tại nút giao Bình Thái sẽ có đường song hành hai bên, mỗi bên rộng 10,5m cho 3 làn xe. Riêng đoạn qua ngã tư Bình Thái sẽ xây nút giao Hoa Thị với cầu vượt băng ngang xa lộ Hà Nội và chui dưới gầm tuyến metro số 1. Đoạn 2 từ nút giao Bình Thái trên xa lộ Hà Nội đến đường Phạm Văn Đồng tại ngã ba Linh Đông dài 2,5 km, dự án sẽ làm hai nhánh đường song hành, mỗi nhánh rộng 10,5m cho 3 làn xe và xây hoàn chỉnh vỉa hè. Bài học tại nhiều thành phố lớn trên thế giới đã cho thấy mô hình đường vành đai chính là đòn bẩy hiệu quả nhất cho kinh tế khu vực. Tại Singapore, hệ thống đường vành đai chạy bao quanh rìa thành phố đã đẩy giá bất động sản dọc tuyến tăng 11% sau khi đi vào vận hành, cùng với tác động trực tiếp đến các ngành nghề logistics, vận tải hành khách và thương mại dịch vụ. Vành đai 2 được kỳ vọng sẽ kiến tạo diện mạo mới và nâng tầm lõi đô thị trung tâm thành phố Thủ Đức trong tương lai. Về hệ thống đường sắt, dự án metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đang dần hình thành với 8/14 ga dừng nằm trên xa lộ Hà Nội. Có thể nói, tuyến đường sắt đô thị 43.600 tỷ đồng này là một trong những dấu ấn hạ tầng nổi bật nhất của khu Đông Sài Gòn trong một thập kỷ qua. Thực tế, ở các nước phát triển như Nhật Bản hay Mỹ, tại những khu vực có tuyến metro đi qua, giá trị của dự án bất động sản tăng từ 7,5 đến 20%. Cùng với bến xe miền Đông mới và sân bay Long Thành, thành phố Thủ Đức trong tương lai sẽ có tứ trụ hạ tầng hoàn thiện với đầy đủ các loại hình giao thông trọng yếu. Tất cả những yếu tố này được giới đầu tư địa ốc đúc kết thành tiêu chí vàng: nhất cần thị, nhị cần giang, tam cần lộ, gần trung tâm thành phố, gần sông, gần đường lớn, đẩy giá bán bất động sản nơi đây tăng với tốc độ phi mã. So sánh dữ liệu giao dịch nhà đất khu vực trung tâm hành chính thành phố Thủ Đức cho thấy giá nhà đất từ 4 năm trước so với hiện nay nhiều nơi tăng lên đến 300%. Phần lớn khách hàng tìm mua căn hộ chung cư tập trung ở khu đông thành phố với mức giá từ 70 đến 100 triệu đồng một mét vuông. Trên thị trường sơ cấp, các doanh nghiệp điều định giá sản phẩm ở vùng giá cao hơn cuối năm 2021 khoảng 20%. Thậm chí có những chủ đầu tư đã đẩy giá bán sản phẩm mới nhỉnh hơn 30% so với mặt bằng chung. Các chuyên gia nhận định do nguồn cung khan hiếm, cung tính thanh khoản cao, các sản phẩm tại khu vực phường Trường Thọ vẫn liên tục thiết lập mặt bằng giá mới và vì thế lại càng được săn đón trên thị trường giao dịch căn hộ. Theo các chuyên gia, những thập kỷ tới chúng ta sẽ chứng kiến thời kỳ thịnh vượng của khu đông thành phố Hồ Chí Minh với biểu tượng là thành phố Thủ Đức
đang trên hành trình trở thành một đô thị bên sông đẳng cấp quốc tế. Nơi đây không chỉ đáp ứng tức thời mọi nhu cầu cuộc sống cho cộng đồng địa phương, mà còn là không gian nghỉ dưỡng hoàn hảo cho cư dân từ những thành phố liền kề. Chính hình ảnh tương lai về thành phố này cùng hàng loạt dự án hạ tầng đang hoàn thiện là cú hích mạnh giúp thị trường bất động sản nơi đây đang ngày càng sôi động và phát triển thần tốc.